Chào tất cả các anh chị. Chỉ muốn nhắn với mấy anh chị là kêu gọi tất cả mọi người mình sign up cho cái Facebook đó và mình join cái gọi là cái trang gọi là New Skin Việt Nam đó mấy anh chị, là tại vì trong thời gian sắp tới và đặc biệt là sau cái convention đó, thì mấy anh chị sẽ thấy là New Skin người ta sẽ involve rất nhiều vào cái trang Facebook. Đó là một cái hình thức mạng xã hội đó. Vì rất nhiều khi đó mấy anh chị, mình communicate nhưng mà mình không có connect với người ta. Thành ra cái vấn đề là qua cái Facebook đó, đó là một cái hình thức là mình kết nối những người Việt Nam lại với nhau đó, bằng những cái câu chuyện hay là ai nói gì đó mấy anh chị có thể comment ha. Thành ra mình không những là mình chỉ communicate một chiều thôi, nhưng mà cái Facebook đó mấy anh chị, nó là một cái phương tiện để mà mình connect lại với nhau đó. Và đó là một trong những cái ý định mà chúng tôi muốn khuyến khích tất cả các anh chị, nếu mà chưa, những cái người distributor trong team của mình đó chưa sign up cho Facebook thì mấy anh chị có nên khuyến khích mọi người và giúp mọi người sign up cho cái trang Facebook và check thường xuyên. Mấy anh chị có phone đó, có thể là mình connect với lại cái Facebook này, tại vì nó gửi message vào trong phone của mình. Mấy anh chị cũng không cần phải tốn nhiều thì giờ đâu, nhưng mà mấy anh chị nghĩ là nên dùng cái phương tiện đó để kết nối lại, và đặc biệt đó là kết nối những người Việt lại với nhau. Và chúng tôi tin rằng Nu Skin là nơi hội tụ của những tài năng Việt. Xin chào các anh các chị.